Ngọc Thơ thời báo chấm D kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đại tá Bùi Văn Tùng và sự dối trá của đảng Người ta thường nói lịch sử là do kẻ chiến thắng viết nên Nhưng trở triều thầy, Đại tá Bùi Văn Tùng, người thuộc phe chiến thắng lại không thể viết nên câu chuyện lịch sử của mình Vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, Đại tá Bùi Văn Tùng đã thay mặt phe chiến thắng Soạn thảo tuyên bố đầu hàng cho tổng thống của phe thua cuộc ông Dương Văn Minh Đồng thời ông Tùng cũng là người đại diện quân giải phóng miền Nam tiếp nhận sự đầu hàng. Có thể nói ông Tùng chính là nhân vật và nhân chứng lịch sử then chốt của bên thắng cuộc tại thời khắc kết thúc cuộc chiến quốc cộng, nhưng ông lại bị đảng của ông biến thành nạn nhân trong sự dối trá nhơ nhớt, hồng bẻ công lịch sử. Hình ảnh đại tá Bùi Văn Tùng vừa qua đời vào ngày 9 tháng 2. Đại tá Bùi Văn Tùng vừa qua đời vào ngày 9 tháng 2 ở tuổi 94 cho đến tận lúc chết, Đảng vẫn chưa trả lại sự thật cho ông. Tồi tệ hơn khi báo chí đưa tin về cái chết của ông, nhiều tờ báo còn trích dẫn kết luận sai trái 974 của Thường vụ Quân ủy Trung ương do ông Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào nhưng kết luận số 974, kết luận Quân ủy Trung ương đã tự cho rằng khẳng định của mình là khách quan và sự thật lịch sử. Theo bản kết luận này thì ông Phạm Xuân Thệ mới là người soạn thảo bản tuyên bố đầu hàng cho Tổng thống Dư Văn Minh. Bất chấp những bằng chứng của các nhân chứng lịch sử, các kết quả nghiên cứu của các nhà nghiên cứu lịch sử, các đạo diễn phim tài liệu và các nhà báo đã thu thập được, trở lại thời khắc lịch sử sau ngày 30 tháng 4 năm 75. Báo chí và phim tài liệu đều ghi nhận Trung tá Bùi Tùng, Chính ủy Lữ đoàn Tăng 203, Quân đoàn 2, là sĩ quan cao cấp nhất có mặt tại dinh độc lập trưa 30 tháng 4 năm 75. Chính ông đã thảo bản tuyên bố đầu hàng cho Tổng thống Dương Văn Minh và chính ông cũng đại diện cho quân giải phóng miền Nam chấp nhận sự đầu hàng đó tại Đài Phát Thanh. Tuy nhiên, từ năm 1985, ông Phạm Xuân Thể bắt đầu xuất hiện trên báo chí và các cuộc hội thảo với tư cách là một nhân chứng lịch sử và khẳng định chắc nịch rằng chính ông đã trực tiếp thảo văn bản nói trên. Vào thời điểm 30 tháng 4 năm 75, ông Thệ là đại úy trung đoàn phó trung đoàn 66, sư đoàn 304 cũng có mặt tại dinh độc lập. Cùng với sự cướp công trơ trẻn trên là sự thăng tiến thần tốc của ông Phạm Xuân Thệ. Từ cấp bậc thượng tá vào năm 1985, ông Thệ đã ào ào lên tới trung tướng vào năm 2002, chỉ trong vòng 17 năm. Cần nhớ thời điểm đó việc thăng hàm thăng cấp trong quân đội rất khó khăn và chậm chạp chứ không như bây giờ. Nhất là ở cấp tướng. Cùng với sự thăng hàm là sự thăng chức. Năm 2002, ông Thệ được bổ nhiệm giữ chức tư lệnh quân khu 1. Năm 2011, được tuyên dương danh hiệu anh hùng. Trước sự cướp công trơ trẻn trắng trợn này, Đại tá Bùi Văn Tùng và tập thể cựu chiến binh và dư luận báo chí nhiều lần báo cáo với cấp trên về sự sai lệch này. Hình ảnh đại tá Bùi Văn Tùng, người soạn thảo bản tuyên bố đầu hàng. Nhưng ngày 17 tháng 1 năm 2006, sau 3 tháng tiếp nhận khiếu nại, lãnh đạo Viện Lịch sử Quân sự đã thông báo kết quả nghiên cứu khảo sát những vấn đề chưa thống nhất xung quanh sự kiện đánh vào dinh độc lập. Thông báo này cho rằng các chiến sĩ trung đoàn 66 do Đại úy Phạm Xuân Thệ chỉ huy đã thực hiện việc bắt Tổng thống Dương Văn Minh cùng nội các ở phòng hợp dinh độc lập và áp giải Dương Văn Minh Vũ Văn Mẫu sang đài phát thanh. Khi Đại úy Phạm Xuân Thệ đang soạn thảo lời tuyên bố đầu hàng cho Dương Văn Minh, thì Trung tá Chính ủy Bùi Văn Tùng mới xuất hiện và sau đó cùng tiếp tục thảo và hoàn chỉnh tuyên bố đó. Sau đó, ông Dương Trung Quốc và các tác giả khác đã đăng tải một chuyên đề dài 12 trang về các diễn biến xảy ra trong ngày 30 tháng 4 năm 75 tại Sài Gòn trên tạp chí xưa và nay, một tạp chí thuộc Hội khoa học lịch sử Việt Nam. Nhiều tư liệu và luận cứ khác được công bố trong chuyên đề này đã chứng minh rằng thông báo của Viện Lịch sử Quân sự là không đầy đủ, không khách quan và chính xác. Năm 2007 tại Liên Hoan Truyền hình Toàn quốc, Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh HTV đã công chiếu bộ phim tài liệu lịch sử Dinh độc lập trưa ngày 30 tháng 4 của đạo diễn Lâm Thành Quý. Những tư liệu và nhân chứng mới trong phim cũng đã phủ nhận thông báo kết quả nghiên cứu của Viện Lịch sử Quân sự hình ảnh đại tá Bùi Văn Tùng bên trái và nhà báo người Đức Boris Galas tại sân dinh độc lập Sài Gòn trưa ngày 30 tháng 4 năm 75. Cũng năm 2007, báo tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh đã đăng loạt bài về sự kiện 30 tháng 4, dẫn chứng nhiều ý kiến, trong đó có tư liệu của nhà báo Cộng hòa Liên bang Đức Boris Galas một nhân chứng đã đi cùng Trung tá Bùi Văn Tùng từ Dinh Độc Lập đến Đài Phát Thanh và chứng kiến quá trình Trung tá Tùng soạn tuyên bố đầu hàng. Chính nhà báo Polish Galas đã dùng máy ghi âm của mình để ghi lời đọc của Tổng thống Dương Văn Minh và đưa phát lên đài. Trong loạt bài này, phóng viên đã phát hiện ra bản viết tay của Trung tá Bùi Văn Tùng viết lời tuyên bố đầu hàng được lưu trữ ở Bảo tàng Quân đoàn 2. Năm 2021, bộ phim tài liệu Chuyện thật trưa 30 tháng 4 năm 75 được công bố với đầy đủ hình ảnh, vật chứng, nhân chứng rất thuyết phục. Bộ phim đã khẳng định câu chuyện của ông Thệ là hoàn toàn dối trá. Sự việc tưởng như đã 2 năm rõ 10, nhưng Viện Lịch sử Quân đội vẫn ấn hành quyển sách tiến vào dinh độc lập 30 tháng 4 1975, viết lại lịch sử theo ý kiến của ông Thệ. Kết luận số 947 kết luận quân ủy Trung ương cho thấy sự dối trá không phải chỉ của riêng Trung tướng Phạm Xuân Thệ, không chỉ của quân ủy Trung ương mà còn của cả Tổng trọng đều muốn chôn vùi sự thật lịch sử. Một kẻ đã bảo vệ cho sự dối trá đến cùng thì bao nhiêu cái lò của ông chắc chắn chẳng phải vì thực tâm chống tham nhũng mà chỉ là công cụ để ông thao túng quyền lực quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của ngọc thơ thời báo d với bản tin đại tá bùi văn tùng và sự dối trá của đảng quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất Ngọc thơ Thời báo chấm đề kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Phim về Trần Đại Quang có gì để học tập. Ngày 9 tháng 2, truyền thông nhà nước đưa tin, Bộ Công an đã họp bàn tổ chức sản xuất phim về cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Điều đáng nói, người chủ trì cuộc họp này là Thượng tướng Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc tỏ, em ruột của ông Trần Đại Quang. Hình ảnh Bộ Công an họp bàn sản xuất phim về cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang như vậy không còn mấy ai tin vào những mục tiêu như sẽ cổ vũ động viên khích lệ các thế hệ đi sau tiếp bước noi gương quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao mà bộ công an luôn tuyên truyền bộ phim này được thực hiện cũng chỉ nhằm đánh bóng cho hình ảnh lực lượng còn đảng còn mình hoặc thậm chí là chỉ đánh bóng cho phe nhóm của anh em các ông quan tỏ mà thôi ông trần đại quang là người có thâm niên và từng kinh qua nhiều chức vụ trong ngành công an giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2011-2016. Tất nhiên, sự nghiệp của ông gắn liền với nhiều chiến công đàn áp người dân. Ông Quang từng có công lớn trong việc đàn áp các cuộc biểu tình của người thượng Tây Nguyên giai đoạn 2000-2004. Trên cương vị Phó Bí Thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Bộ Công an, những câu chuyện kể về những chiếc xe tăng, tàn sát đồng bào không thua gì thiên an môn. Những cuộc vây bắt, săn cùng đuổi tận đồng bào như săn thú, những cuộc hành hình bí mật mang hơi hướng IS khiến ai từng nghe qua cũng phải rùng mình ấn lạnh, đến tận bây giờ vẫn còn lan truyền đây đó. Hình ảnh một bài viết trên trang tiếng dân, những di sản thành tích của Trần Đại Quang. Trên cương vị Bộ trưởng Bộ Công an, ông từng thẳng tay đàn áp các cuộc biểu tình chống Trung Quốc, biểu tình về cá chết. Chiêu trò được ông áp dụng như cho an ninh thường phục trà trộn vào đoàn biểu tình gây rối, kiếm cớ, để công an sắc phục xong vào đánh đập bắt bớ thậm chí cho an ninh lập nick ảo làm quen với những Facebook kêu gọi biểu tình nhằm nắm thông tin về thời gian điểm hẹn sau đó tổ chức vây bắt đánh đập người biểu tình thời kỳ ông Quang lên nắm quyền tại Bộ Công an cũng là thời kỳ các nhà bất đồng chính kiến bị bắt giữ bị kết án nhiều hơn so với trước đó và đây cũng là thời kỳ nổi lên nhiều vụ cướp đất khốc liệt như vụ Văn Giang vụ Dương Nội vụ Đoàn Văn Vương Nhiệm kỳ Bộ trưởng Bộ Công an của ông Quang cũng là nhiệm kỳ nhiều tai tiếng trong ngành công an, với nhiều tướng lĩnh sĩ quan công an bị bắt vì phạm tội, điển hình như vụ Vũ Nhôm, vụ Nguyễn Thanh Hóa, vụ Phan Văn Vĩnh. Hình ảnh cựu thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa bị xử 10 năm tù. Ngoài ra, khi lên nắm chủ tịch nước, ông Quang còn bị dính scandal khai mang tuổi và lộ bằng giả. Ở Việt Nam, ai cũng biết ngành công an là một ngành siêu quyền lực. Nỗi sợ công an lớn đến nỗi các bà mẹ đem công an ra làm ông kẻ để dọa trẻ con. Cán bộ công an từ cấp phường xã đến cấp bộ đều ngông nghênh không coi ai ra gì. Công an cấp phường thì làm bảo kê cho nhà hàng, cửa tiệm, khách sạn, quán karaoke, thậm chí là cả các quán vỉa hè. Muốn yên ổn làm ăn thì cứ phải đóng bụi chết cho các chú. Cấp to hơn thì bảo kê cho tội phạm có tổ chức như buôn bán ma túy, mại dâm, đường dây lừa đảo qua mạng. Với quyền lực tuyệt đối họ tự đề cao mình thi hành công vụ thì bất chấp luật pháp, bất chấp hậu quả. Vì họ có lỡ đánh chết người thì cũng chỉ bị tù nhẹ vài năm, hoặc thậm chí chẳng bị truy tố, chẳng bị đuổi khỏi ngành. Với thành tích cá nhân của ông Quang như đã kể ở trên, và với hình ảnh của ngành công an trong lòng dân chúng, thử hỏi phim về ông Quang, khích lệ lớp trẻ đi sau điều gì? Phải chăng là học tập theo thói tàn ác khi đối xử với dân và coi dân là kẻ thù? Bộ Công an từng làm phim về bộ trưởng đầu tiên của họ, ông Trần Quốc Hoàng. Người từng được mô tả là học lớp 3 trường làng, rồi đi theo băng nhóm tội phạm phá làng phá sớm, bỗng dưng một ngày trở thành nhà cách mạng và leo lên như diều gặp gió. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm với bản tin phim về Trần Đại Quang có gì để học tập. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của Thời Báo chấm d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất Ngọc Thơ Thời Báo chấm d